Em xin kính chào tất cả các bác. Ở hôm nay thì lưới nhật nhà em đã bắt đầu tiếp tục về. Đây là những nhật bãi các bác ạ. Tức là hàng đã qua sử dụng. Cái này thì em đang phân ra làm 3 loại. Là loại thứ nhất là tấm nguyên lành, không có miếng vá, thì nó là 180.000. Còn loại thứ hai là ít tầm 1 đến 2 miếng vá. Tầm 2 miếng vá thì nó là 160.000. Đấy, nhà em đang có hai loại, phân ra làm hai loại. Thì được tấm nguyên lành thì rất là ít các bạn. Một em mua cả kiện, cả một kiện 50 tấm, cả một bịch 50 tấm thì may ra thì có được có 3 4 tấm thôi. Còn còn lại là toàn có miếng vá hết. Lưới nhật này thì nó có đai sẵn này, có đai cài sẵn cho nên là thi công rất là tiện các bạn, thi công rất là dễ. Và được cái là nếu mà vườn các bác mà nhỏ ấy, vườn các bác nhỏ nhỏ ấy thì các bác có thể mua 1-2 tấm về về làm vườn, thì các bác cũng có thể tự làm được, tự tự răng lưới được, rất là tiện. Đấy là những bác, đấy là các bác mà lợp ở với thấp thấp nhá. Nếu mà các bác mà tầng thượng ấy, các bác tầng thượng mà gió nhiều, gió to ấy thì em nghĩ là các bác không không nên dùng lưới nhật này, bởi vì lưới nhật này so với lưới đài nó cản gió mạnh hơn. Nó có vẻ là nó kín hơn và nó cản gió nó ấy hơn, cho nên là nếu mà các bác ở trên tầng thượng thì gió nhiều, đến lúc mà mưa to gió lớn, gió cao ấy, nó rất hay bị rách lưới. Thì nếu các bác vườn ở trên tầng thượng mà gió nhiều, gió lồng lộng quanh năm ấy, thì các bác nên chọn lưới đài. Còn vườn các bác mà thấp ở trước cửa nhà hoặc là ở cạnh nhà thôi thì các bác dùng lưới nhật này thì rất là hợp lý. Độ che phủ của nó thì giống nhau các bác nhé, độ che phủ che nắng của nó thì giống nhau. Thì em đang bán là tấm lành là 180, còn tấm vá là 160, bao ship các bác nhé. Em lúc nào cũng bao ship đơn hàng từ 200.000. Để không đủ 200 thì các bác có thể lấy kèm vật tư. Đây, phân bón thì có phân tan chậm này, phân hữu cơ nhà em có đầy đủ cho các bác. Để mẹ thay cho mẹ quay nốt, mẹ quay cho con nhé. Đây là Ben 1 Hùng Nguyễn này. Ben 1 này thì em bán là 65.000. 65.000 một cân, một hộp này là 1 cân các bác ạ. Một hộp này 1 cân là 65.000. Phân Hàn Quốc, cái này là phân vô cơ, phân tan chậm 20-10. Chỉ số của nó là 20-10-10. Đây chính là bộ đôi để các bác có thể sang chậu mới và làm phân bón lót cho cây trong mùa xuân này. Vậy thì không thể thiếu được ạ. Phân Hàn Quốc này thì em đang bán là 120.000 một cân. Phân xanh Mỹ. Xanh Mỹ là 160. Đấy, mùa này các bác cái ki thì các bác dùng ki di xanh ạ. Ki di xanh, di đỏ bôi trực tiếp 55.000. Còn ki di xanh thì các bác pha, có thể pha phun hoặc là bôi cũng được. Thì cái này nó là 45.000. Đấy, và mùa này các bác cắt, các bác ươm ki ạ. Các bác ươm ki nhiều thì các bác mua ki di xanh để phun. Và có thể mua keo để bôi này. Keo liền sẹo này, Mỹ Tiến đây 25. Còn keo đen này. Keo đen này là 45 ạ. Đấy, mùa này các bác mà xử lý giá thể thì các bác có thể dùng Bencona nhé, 25.000 một lọ. Bencona xử lý giá thể rất tốt này, diệt nấm mốc, vi khuẩn, rong rêu. Rất là hiệu quả các bác ạ. Và mùa này thì các bác mua cây về để mua cây về thì các bác nên giải độc cho cây, dùng B12. B12 giải độc cho cây. Cái này thì là 25.000 một lọ. 25.000 một lọ như thế này các bác. Các bác pha phun để giải độc cho cây, để theo chế độ phân thuốc của vườn mình. Có nghĩa là lấy cây về thì mỗi vườn có một chế độ phân thuốc riêng. Các bác mua cây về thì các bác phun giải độc, tức là từ các bác phun 3 lần, 3 đến 4 lần, mỗi lần cách nhau tầm 3 ngày. Cứ pha theo hướng dẫn. Thường thì nó sẽ pha theo tỷ lệ, cứ tỷ lệ là 1ml với pha với 1 lít nước. Thì giải độc cho cây tầm 3 đến 4 lần như thế này. Thì các bác sẽ theo chế độ phân thuốc của vườn các bác luôn. Để tăng hiệu quả của thuốc thì các bác dùng thêm đại bàng này nhé. Đại bàng này 40.000. Cái này là thuốc... quả bóng cho con. Yeah, đẹp quá. Cái này là thuốc bán dẫn. Nó cũng giống với cả ngư ông đắc lợi đấy ạ. Nó là một cái
giúp là tăng hiệu lực, là tăng hiệu lực thuốc, có nghĩa nó làm như nó có vai trò như một cái chất là bán dẫn, nó làm cho cái thuốc của mình không trôi này, phân thuốc của mình không trôi và tăng độ bám dính ấy. Đấy là những cái dòng phân thuốc em vẫn có đầy đủ nhá. Các bác mà mua phân thuốc cho vườn thì các bác liên hệ với em. Còi báo động này 180.000 bao ship này. Rất là tiện các bác ạ. Chống thối các bác dùng Ngọc Linh nhé. Ngọc Linh chống thối này 100.000 một lọ, 250ml. Rất là hiệu quả. Dòng Ngọc Linh chống thối này được các bác ưa chuộng rất là nhiều. Rất là ưa chuộng dòng này. Tại vì nó tính hiệu quả của nó rất là cao. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Các bác mà cần phân thuốc gì thì các bác cứ liên hệ em. Từ kích ki, rồi phân bón lá, rồi phân hữu cơ, phân vô cơ, rồi các loại kích thích sang tăng trưởng này, kích thích sinh trưởng, rồi B1. B1 lọ to này là 140.000 này, 140.000 lọ 1 lít B1 Thái nhá. Còn lọ bé 100ml là nó là 25.000. Nếu như mà các bác dùng nhiều thì các bác có thể mua lọ to để cho được giá cả nó hợp lý hơn. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em ạ.